Nếu các bạn để ý một điều đó là dạo này các thiết bị smartphone mới ra ấy, nó bị thiếu một cái gì? Tiêu đề nói mẹ mất rồi. Đó chính là việc chẳng thấy có mấy người nổi tiếng hay là ca sĩ còn quảng cáo đại diện cho các thiết bị smartphone nữa. Tại sao lại làm như vậy? Chúng ta hãy cùng đi vào video ngày hôm nay. Đúng, đó là điều đầu tiên. Đinh Hà Đăng đã nói rằng hết tiền, mình xin được cuốt như vậy. Và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đã thấy rồi. Nếu các bạn sẽ để ý rằng thị trường Việt Nam ta bây giờ đại đa số là các thiết bị đến từ Trung Quốc đúng không ạ? Và các hãng Trung Quốc thì lợi thế cạnh tranh của họ là gì? Là cấu hình cao và mức giá tốt. Và tất nhiên để có được điều đó thì họ phải làm sao mà cắt giảm càng nhiều chi phí càng tốt cho các chiến dịch truyền thông. Cái việc mà để ký quảng cáo với lại một ca sĩ hay một diễn viên, một người nổi tiếng là không hề có mức giá rẻ các bạn nhé. Nó có thể lên tới là 500 triệu đồng cho các bạn, ví dụ như là chỉ để chụp một bộ ảnh và lấy cái bộ ảnh đấy để sử dụng trong vòng 1 năm. Đấy là mới chỉ chụp ảnh. Và nó có thể lên tới là vài tỷ đồng nếu mà xuất hiện trên các cái TVC sử dụng liên tục trong vòng 1 năm, hay tham gia các cái sự kiện mà khi mà các cái nhãn hiệu này ra mắt sản phẩm mới. Và có thể lên tới hơn nữa nếu mà hoạt động cùng với tất cả những cái gì mà nhãn hiệu này làm, hay là đưa vào các MV. Nói chung để cho các bạn hiểu thì con số này không hề nhỏ một chút nào. Bởi vậy nên mà thêm số tiền này vào các thiết bị smartphone ở Trung Quốc thì giá thành của nó sẽ không còn rẻ. Xiaomi là một trong những cái đơn vị mà các bạn hiểu rồi. Ngay ở bên Trung Quốc hay các nước họ đi đều phần lớn không có các cái đại diện dành cho sản phẩm, không có đại diện dành cho thương hiệu, mà có thể là họ chỉ thuê một số người nổi tiếng chụp ảnh cùng để đưa lên poster, banner, vân vân và vân vân thôi, chứ không có một sự cam kết quá lâu dài. Sony cũng là một nhà sản xuất đặc biệt. Các bạn thấy Sony ngày xưa ở Việt Nam mới có một lần duy nhất là hình như XZ2 là có Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên cũng chỉ dưới dạng là kết hợp cùng với nhãn hiệu để giới thiệu chiếc máy đấy thôi, chứ không phải là hoạt động đại sứ kết hợp một cách sâu. Thì tại sao? Thì theo mình nói chuyện Sony họ cho biết người Nhật họ có phong cách như vậy. Họ không muốn ai đại diện sản phẩm của mình, bởi vì nếu có một phốt gì xảy ra đối với người nổi tiếng đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến chính thương hiệu của Sony, nên Sony không thích điều đó. Cái số 2 đó chính là việc sự thay đổi của thị trường. Các bạn sẽ thấy rồi, trước đây ở trên thị trường thì các nhãn hiệu đã thành công việc đó, có thể kể đến như là Oppo và Samsung. Và Oppo thì có Sơn Tùng là đại diện thương hiệu, và các bạn sẽ thấy rất dễ nhận ra điều này khi các hoạt động của Sơn Tùng như các cái live show ca nhạc thì đều có các cái booth trải nghiệm điện thoại của Oppo. Các cái MV của Sơn Tùng sẽ có điện thoại của Oppo, bất kể là MV đấy có thể quảng cáo tựa game Liên Quân thì vẫn phải là dùng điện thoại Oppo để chơi. Sơn Tùng đi sự kiện cũng sẽ dùng là điện thoại của Oppo, vân vân và vân vân. Đó chính là đại diện thương hiệu đấy các bạn. Samsung cũng không hề kém cạnh, Samsung đã chi rất nhiều tiền cho hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng. Chúng ta có thể đến ngày xưa, các bạn nhìn list danh sách hay là các video quảng cáo ngày xưa Samsung tràn lan luôn. Và khi mà hai nhà sản xuất này liên tục cạnh tranh với nhau, nhưng mà bây giờ so sự xuất hiện của các hãng điện thoại Trung Quốc khác, người ta bắt đầu bảo là ui điện thoại này đắt quá, cấu hình thì cao. Nhưng rõ rồi, để mà bán được giá cao như thế thì các nhà sản xuất này phải thuê các người nổi tiếng để làm sao nó phủ sóng. Ai cũng biết đến điện thoại Oppo, điện thoại Samsung. Nên tại sao Oppo và Samsung bây giờ đang chia nhau để dẫn đầu thị trường Việt Nam. Thế nhưng đến dần ở những cái phân khúc tầm trung và giá rẻ thì lại có một câu chuyện khác. Khi mà người ta bây giờ quan tâm nhiều hơn đến cấu hình và trải nghiệm thì các nhà sản xuất này phải thay đổi chiến lược của mình. Bằng chứng năm nay dòng Galaxy A, Samsung đã không còn các cái người đại diện cũng như là người nổi tiếng để đồng hành cùng với mình. Nếu như vừa mấy năm ngoái iZack còn đang xuất hiện cùng với các sản phẩm của Samsung thì có sự cạnh tranh rất là gay gắt. Nhưng năm nay bỗng dưng dòng Galaxy A không còn những cái bài quảng cáo hay các thứ đi sâu và đá xéo nhau như kiểu ngày xưa nữa. Và dòng Galaxy A đổi ngược lại có lợi thế là giá đã tốt hơn rất là nhiều. Và mình quảng cáo luôn, anh em nào muốn mua chiếc Galaxy A thì bạn truy cập ngay link mô tả bên dưới tại Savonet nhá. Như Galaxy A các bạn thấy đây, bây giờ con A50 phân khúc chỉ còn tầm khoảng là 6 triệu đồng. Galaxy A70 chỉ tầm khoảng là chưa tới 8 triệu đồng. Trong khi đấy với cùng cấu hình như thế này mà ngày xưa Samsung bán ấy, thì nó sẽ giá rất là cao, các bạn đủ hiểu rồi. So với tầm phân khúc giá con dòng Z ngày xưa của Samsung đi. Nên cái việc không còn quảng cáo nữa lại đem lại lợi thế cho chính người tiêu dùng của chúng ta. Thế thì có phải người nổi tiếng đã không còn có quan trọng hay không? Câu trả lời là không đúng đâu. Bởi vì thực tế ra nếu các bạn lên các mạng xã hội thì vẫn thấy những người nổi tiếng này vẫn xuất hiện trên các cái poster rồi các cái hình ảnh quảng cáo. Ví dụ như là chúng ta thấy iZack thì đang xuất hiện cùng với Realme, hay là chính là gần đây là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xuất hiện cùng với lại Samsung Galaxy S10 Plus phiên bản đặc biệt. Oppo F11 Pro thì cũng có Sơn Tùng MTP. Nhưng mà chẳng qua là mình đã nói rồi, mình xin khẳng định các bạn cái việc họ xuất hiện là vẫn duy trì. Nhưng cái việc mà đi sâu vào các hoạt động và cũng như nhiều hơn thì chúng ta không còn thấy một cách đều đặn nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì thực tế ra bây giờ nó chỉ chia ra hai nhóm ở trên thị trường các bạn. Một là nhóm đã khẳng định được cái tên tuổi cũng như vị thế và bây giờ muốn nâng cao hơn, đó là nhóm dành cho những kiểu của Oppo và Samsung. Apple thì không tính tiền, ông này không có quảng cáo Việt Nam ấy.
Và nhóm này muốn nâng cao vị thế của mình bằng cách là đầu tư cho những cái show truyền hình hay là những cái sự kiện lớn. Như gần đây thì Oppo toàn cầu đã đầu tư cho nhà tài trợ chính cho giải quần vợt danh giá nhất thế giới. Và đây là một cái bước để họ nâng tầm đẳng cấp của mình hơn nữa, là tài trợ cho những cái gì thật là hoành tráng. Hay là Samsung cũng vậy, Samsung sẽ luôn luôn nhắm vào những cái chương trình, những sự kiện thật là lớn. Thì đấy là cái để nhằm họ cải thiện thương hiệu của mình. Và phần còn lại ở thị trường là ai? Đó chính là những cái nhãn hiệu mới, những nhãn hiệu mà chưa có nhiều cái tên tuổi và cũng như là cái dấu ấn ở thị trường Việt Nam. Chính vì việc như Realme cũng mời Isaac làm đại diện chẳng hạn. Nhưng mà những cái nhãn hiệu khác như của Xiaomi các thứ thì lại chưa, bởi vì họ vẫn đang còn những cái vấn đề về lo ngại về chi phí. Chipu trước đây đã từng đồng hành với dòng Nova 3i của Huawei, nhưng đến năm nay thì Huawei lại khá là lặng lẽ trong những cái hoạt động truyền thông như thế này. Và mình xin khẳng định một lần nữa, khi mà thị trường smartphone đã bão hòa, cái việc mà người ta chi quá nhiều tiền cho các ngôi sao quảng cáo thì không còn nhiều ý nghĩa. Và lúc này, ở phân khúc tầm trung, giá rẻ, sản phẩm mới là thứ cốt lõi quyết định là người ta có được lòng người tiêu dùng hay không. Bởi vậy nên mà khi mà loại bỏ đi những cái chi phí, lúc đó thì các sản phẩm của thiết bị năm nay chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều, trở nên tuyệt vời hơn, đầu tư nhiều hơn cho R&D. Các bạn thì nghĩ sao cái vấn đề mà khi mà không còn quá nhiều người nổi tiếng, mà mình hỏi thật luôn là khi mà có một người nào đó nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm thiết bị di động thì điều đó có quyết định các bạn sẽ mua chiếc máy đấy hay không? Và tiếp theo nữa là cái việc mà loại bỏ đi những cái người nổi tiếng để giúp cho sản phẩm giá ngày càng tốt và đem lại nhiều tiện ích thì các bạn có thích hay không? Và đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới để mua những chiếc máy ở phân khúc tầm trung giá rẻ với mức giá nó hợp lý. Ví dụ như là chiếc Galaxy A50 tại Sonet, chiếc Redmi Note 7 phân khúc chỉ tầm khoảng từ 4 triệu đồng, hay là kể cả Galaxy A70. Hẹn lại anh em trong các video sau. Tiết lộ các bạn là mình sắp tới sẽ đại diện cho một hãng điện thoại các bạn nhé. Đó là điện thoại bàn.